Lời nói đầu tiên xin phép Trinh Anh được gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu, tất cả khán giả và các bạn trẻ, lời chào trân trọng nhé. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Trong vang khắp nơi cho mọi nhà, dòng lân sư mang đến bao niềm vui. Kỳ lân sư tứ oai hùng bước lên những bậc thềm cao, chân trời cao tiếng trống vang gió mưa cho bao vùng, cùng bên nhau mang đến bao nụ cười, niềm tin chiến thắng kiên cường đại trường phù chi anh hùng. Hào khí lân sư dòng qua bao năm tháng khó khăn nhọc nhằn, lòng vương quyết vươn tới ngày mai, ta chung tay sánh vai cùng khắp năm trời. Chân bay cầu đánh đắm bay tung người, lòng vương vươn tới trường xa, cho bay sau xứng danh là chi anh hùng. Lời đầu tiên thì bác Trung Quang xin gửi lời chào tới ban tổ chức cũng như là tất cả quý vị khán giả, lời chào trân trọng nhất ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Dòng bay lên muôn vì sao, tiếng trống vang khắp nơi cho mọi nhà. Đoàn lân sư mang đến bao niềm vui, kỳ lân sư tứ oai hùng bước lên những bậc thềm cao. Tiếng trống vang gió mưa bao hào hùng, cùng bên nhau mang đến bao nụ cười. Niềm tin chiến thắng kiên cường đại trường phù chi anh hùng. Hào khí lân sư dòng qua bao năm tháng khó khăn nhọc nhằn, lòng vương quyết vươn tới ngày mai, ta chung tay sánh vai cùng khắp năm trời. Bay to đánh đắm bay từng người, đạo hùng vương vươn tới trường xa, cho bay sau xứng danh là chi anh hùng, chi anh hùng, chi anh hùng, chi anh hùng. Quá tuyệt vời, xin được cảm ơn ca sĩ Đan Trường và Ngô Trung Quang rất là nhiều. Có thể nói rằng ngày hôm nay thì dưới một cái tiết trời mưa như thế này, đầu tiên có lẽ là để thay vì lời chào đón tất cả quý vị đến với lễ hội ngày hôm nay, cảm ơn tất cả quý vị đang đội mưa cùng với tất cả chúng tôi tại đây để chúng ta cùng tham gia vào đêm gala tuyệt vời này. Đây chính là đêm gala lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế năm 2019 đã được diễn ra tại công viên Sun World Đà Nẵng Wonders tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp.